Lên kiểu C test flycam F1S của anh Trinh ạ. Flycam anh Trinh mới tiếp nhận thì máy mình bị va chạm và không lên hình ảnh. Ở đây với em có fix lại lỗi rồi anh nhá. Đây hình ảnh truyền về đấy. Hình ảnh truyền về. Đây cục gimbal nó bình thường. Đây hình ảnh truyền về anh nhá. Bây giờ em tiến hành bay máy mình lên để kiểm tra luôn. Đây hình ảnh truyền về đây. Máy đã truyền hình ảnh về bình thường nhé. Mình bay xa một chút. Quay hình ảnh luôn, quay điện thoại. Hiện tại máy đang bay xa 60 mét rồi, nhưng mà vẫn truyền về bình thường. Đây là hình ảnh máy đang truyền về bình thường. Như quay hình ảnh. Ok, máy hơi bình thường nhé, tôi rất gửi trả máy cho anh ạ.